Xin chào tất cả các em. Ở bài học hôm nay thì cô và các em sẽ tiếp tục đi một số các cái bài tập tiếp theo ở trong sách bài tập của bài 9 là bài hình chữ nhật của chương trình hình học lớp 8 đúng không nào? Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập số 118. Bài 118 là cho tứ giác ABCD và có hai cạnh AB và CD vuông góc với nhau. Đây vuông góc với nhau. Gọi EF GH theo thứ tự là trung điểm. E là trung điểm của đoạn BC. E là trung điểm BC này, F là trung điểm của đoạn BD, G là trung điểm của AD, G là trung điểm AD và H là trung điểm của đoạn AC, chứng minh rằng là EG bằng FH, EG bằng FH. Vậy để chứng minh EG bằng FH thì chúng ta sẽ đi chứng minh cái hình này, nó là hình chữ nhật. Tức là chúng ta phải đi chứng minh cái tứ giác là EFGH là hình chữ nhật thì chúng ta sẽ suy ra được là hai đường chéo của nó bằng nhau, tức là EG bằng HF. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Ta có là E là trung điểm của BC, H là trung điểm của AC, nên suy ra là EH chính là đường trung bình của tam giác ABC, đúng không ạ? E là trung điểm của BC. Đây, E là trung điểm tức là EB bằng EC này, theo giả thiết này, HA bằng HC này. Như vậy là E và H là trung điểm của BC và AC. Vậy chúng ta sẽ suy ra EH là đường trung bình. Nó chính là đường trung bình của cái tam giác là ABC. Đúng chưa? Theo định nghĩa. Mà đường trung bình thì các em sẽ suy ra được là EH nó sẽ song song và nó bằng 1 phần 2 của đoạn AB. Được chưa? Chứng minh tương tự thì ta sẽ có là FG cũng là đường trung bình của tam giác ABD. Chứng minh tương tự. Ta có FG là đường trung bình của tam giác ABD. Là đường trung bình của tam giác ABD. Mà FG là đường trung bình thì các em cũng suy ra được là FG cũng sẽ song song và bằng 1 phần 2 của đoạn AB. Vậy bây giờ các em xét tứ giác EFGH. Xét tứ giác EFGH. EFGH có này, HE song song với lại là FG, HE thì song song với lại FG vì cùng song song với AB, cùng song song với AB, đúng chưa ạ? Ta lại cũng có là HE cũng bằng FG, hai cái này cùng bằng 1 phần 2 AB. Như vậy, tứ giác này có một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau. Vậy suy ra EGH, EFGH là hình bình hành. Do đó,
E, F, G, H. Chỉ là hình bình hành. Em đặt đây là 1. Cái hình này là chúng ta cho của bài 119 nhé. Em chưa nhìn vào hình này, chúng ta chỉ nhìn vào hình này thôi. Vậy bây giờ ta lại có như nào game? Bây giờ các em lại xét tiếp cho cô trong cái tam giác là gì? Đây là cái em xét cái tam giác là ABC nhé. Bây giờ cái em xét tiếp cái tam giác là BCD. Xét tam giác BCD có EC bằng EB. Theo giả thiết FB bằng FD. Cũng theo giả thiết. Như thế thì các em sẽ suy ra EF chính là đường trung bình của tam giác BCD. EF là đường trung bình của tam giác BCD. Mà EF là đường trung bình thì chúng ta sẽ suy ra được là EF sẽ song song với CD. Suy ra EF song song với CD. Vậy ở đây là ta có này, EF EF song song với CD, mà CD nó lại vuông góc với AB. Từ hai cái này thì các em sẽ suy ra được là EF nó cũng sẽ vuông góc với AB. Suy ra EF song song với CD, CD mà CD vuông góc với AB thì các em suy ra EF nó cũng sẽ phải vuông góc với đoạn AB. Được chưa? EF vuông góc với AB. Ta lại tiếp tục có là ta lại có là gì? À, EH này, EH này thì song song với AB. Theo chứng minh ở bên này, EH song song với AB và bằng 1 phần 2 AB. Mà AB lại vuông góc với EF. AB lại vuông góc với EF ở đây. EH này song song với AB. AB lại vuông góc với lại là EF. Vậy chứng tỏ là EH nó cũng phải vuông góc với EF. Vậy suy ra EH nó phải vuông góc với lại là EF. EH vuông góc với EF tức là cái góc E này bằng 90 độ. Đúng chưa? Hay là góc E bằng 90 độ.
Kem đặt đây là 2. Vậy EFGH là hình bình hành mà lại có một góc bằng 90 độ. Vậy thì suy ra từ 1 và 2 các em sẽ suy ra EFGH là hình vuông. Từ 1 và 2 suy ra EFGH là hình vuông. Hình bình hành có một góc vuông, vậy thì nó là hình vuông và hình chữ nhật. Xin lỗi các em. Từ 1 và 2 thì các em suy ra là EFGH là hình chữ nhật. Là hình chữ nhật. Vì sao lại như vậy? Vì hình bình hành có một góc vuông thì nó là hình chữ nhật. Đúng không ạ? Từ 1 và 2 suy ra EFGH là hình chữ nhật. Rồi, các em xuống dòng. Suy ra tiếp là đoạn gì? EG sẽ bằng HF, bởi vì hai đường chéo của hình chữ nhật. Suy ra EG bằng HF, mở ngoặc hai đường chéo của hình chữ nhật, đóng ngoặc lại. Và đấy chính là điều phải chứng minh của chúng ta. Sau khi mà chúng ta suy ra được cái hình này là hình chữ nhật thì em sẽ suy ra là EG bằng HF, mở ngoặc là hai đường chéo của hình chữ nhật. Và đấy chính là điều cần chứng minh. Được chưa ạ? Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 118. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tiếp theo, là chúng ta sẽ sang bài tập số 119. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại nhé. Bây giờ cô sẽ xóa bảng đi để cô sang bài tập tiếp theo. ABC đường cao AH, cô đã vẽ hình bên trên bảng kia rồi. DEM theo thứ tự là trung điểm, D là trung điểm AB, E là trung điểm AC và M chính là trung điểm của BC. Chứng minh rằng tứ giác DMDEMH là DEMH là hình tam cân. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài này như sau. Các em xét trong tam giác ABC cho cô. Xét cái tam giác ABC có DA bằng DB, theo giả thiết ta lại có là đoạn EA cũng bằng đoạn EC, theo giả thiết. Từ đây thì chúng ta có D và E đi qua trung điểm hai cạnh của tam giác, vậy suy ra DE là điểm trung bình. DE là đường trung bình. Tam giác ABC và DE là đường trung bình thì các em sẽ suy ra DE song song với lại đoạn BC, mà DE song song với BC thì tương đương với lại là DE nó cũng song song với lại là HM, vì HM thuộc BC, đúng không? Đặt để đấy đã. Tiếp theo là chúng ta, các em sẽ xét cũng trong tam giác ABC thì ta lại có tam giác ABC cũng trong tam giác này, ta có DA thì bằng DB. DA bằng DB, MB bằng MC. Như vậy D
M là trung điểm hai cạnh của tam giác, vậy suy ra DM chính là đường trung bình của tam giác ABC. DM cũng chính là đường trung bình. Là đường trung bình của cái tam giác ABC. Và đường trung bình của tam giác thì em sẽ suy ra được DM, nó sẽ bằng 1/2 của cái đoạn AC. Được chưa? DM đường trung bình thì nó sẽ song song với cạnh đáy và bằng 1/2 cạnh đáy. Tiếp theo là cái em xét trong tam giác AHM, AHC. Xét tam giác AHC có góc H bằng 90 độ. M là trung tuyến ứng với cạnh huyền AC. HE là trung tuyến ứng với cạnh huyền AC. Ứng với cạnh huyền AC. Nên là cái em sẽ suy ra được là HE sẽ bằng 1/2 AC theo định lý. Suy ra cái đoạn HE này nó bằng 1/2 AC theo định lý. Đúng chưa? Trong tam giác vuông trung tuyến đứng cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền. Bây giờ các em mới xét cái tứ giác. Xét tứ giác là DEMH. Bây giờ chúng ta mới xét tứ giác DEMH đây. DEMH có DE song song với MH theo chứng minh trên. DE song song với MH theo chứng minh trên. Nên là tứ giác này là hình thang, nên DEMH là hình sang thang. Là hình thang. Mặt khác, ta lại có là gì? Hai đường chéo. Mặt khác, hai đường chéo là DM, nó lại bằng HE, vì cùng bằng 1/2 AC. Đúng chưa? Cùng bằng 1/2 AC. Hình thang mà có hai đường chéo bằng nhau thì đó sẽ là hình thang cân. Vậy đây là 1, đây là 2. Vậy từ 1 và 2 thì các em sẽ suy ra được là DEMH. DEMH là hình thang cân. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 119. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 120. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại một chút, bây giờ cô sẽ xóa toàn bộ bảng đi để cô soi tập tiếp theo nhé. ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh AC cho tam giác
A, B, C. Phương tại A. Một điểm D thuộc cạnh AC. Gọi E là trung điểm của đoạn BD. E là trung điểm của BD. F là trung điểm của BC. G là trung điểm của DC. Chứng minh rằng AEFG là hình thang cân. AEFG. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài này như sau. Các em sẽ xếp cái tam giác xếp tam giác là BCD. Xếp tam giác BCD. Xếp cái tam giác này có đoạn EB bằng ED. EB bằng ED. Theo giả thiết FB bằng FC cũng theo giả thiết. Thì ta cho trung điểm. Đúng chưa? Vậy đi qua trung điểm của hai cạnh thì các em hãy suy ra EF chính là đường trung bình của tam giác BCD. Suy ra EF là đường trung bình. Của tam giác BCD. EF là đường trung bình thì các em sẽ suy ra được là EF sẽ song song với AC. Vậy các em sẽ suy ra được là EF sẽ song song với DC. Mà EF song song với DC thì cũng đồng nghĩa với việc là EF song song với lại là AG. Đúng chưa? Vì A, D, G, C thẳng hàng mà. EF song song với DC thì EF cũng song song với AG. Được chưa? Chứng minh tương tự. Chứng minh tương tự. Thì ta cũng có là FG cũng là đường trung bình của tam giác BCD. FG cũng chính là đường trung bình. Là đường trung bình. Nó cũng chính là đường trung bình của cái tam giác BCD. FG này cũng chính là đường trung bình. Vì F là trung điểm này, G cũng là trung điểm. Đấy. Vậy thì các em sẽ suy ra là FG sẽ song song với lại là BD. FG song song với BD. FG song song với BD, vậy thì các em sẽ suy ra được góc G1 này. Nó sẽ bằng góc D1. Hai góc này ở vị trí đồng vị. Suy ra là G1 sẽ bằng D1 ở vị trí đồng vị. Tiếp theo các em xét tam giác là ABD. Xét cái tam giác ABD có góc A bằng 90 độ. AE là cung tuyến ứng với định huyền. AE là cung tuyến ứng cạnh huyền. Ứng
với cạnh huyền. Trung kế đứng với cạnh huyền nên cái em thế suy ra được là AE sẽ bằng với lại là EB và bằng ED. Theo định lý, trung kế đứng cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền, tức là ba đoạn đấy bằng nhau. Được chưa? Mà EA bằng EB bằng ED, vậy thì các em sẽ suy ra được là cái góc ba cái cạnh này bằng nhau này, ba cạnh này bằng nhau. Vậy thì suy ra là góc A1 sẽ bằng góc D1. Đúng chưa? Hai đoạn này bằng nhau, vậy thì suy ra là góc A1 cũng bằng góc D1. Đúng không? Thế giờ chúng ta mới xét cái tứ giác của chúng ta, quay lại tứ giác của chúng ta là AEFG. Xét tứ giác AEFG. Có EF song song với AG. EF song song với AG theo chứng minh trên. EF song song với AG nên suy ra AF AEFG chỉ là hình bình hành. Nên suy ra AEFG là hình bình hành. À là hình thang. Xin lỗi em. Đấy là hình thang. Hình thang bởi vì là có một cặp cạnh song song. Đúng chưa? Mà hai góc ở đấy là góc A1 lại bằng góc G1. Hai góc ở đấy bằng nhau. Hai góc A1 bằng G1. A1 bằng G1 vì cùng bằng góc D1. Vì cùng bằng góc D1. Đúng chưa? Hình thang mà có hai góc ở đáy bằng nhau nên AEFG là hình thang cân. Là hình thang cân. Và đây chính là điều phải chứng minh của chúng ta. Trên đây là cô và các em đã vừa đi tiếp được một số các bài tập ở trong sách bài tập của bài 9 và bài hình chữ nhật. Các em hãy về cầm hình xem lại ba cái bài mà cô và các em vừa làm. Làm tiếp cho cô các cái bài tập từ bài 121 đến bài 123. Cô sẽ ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em nốt ba bài tập còn lại. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô. Và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.